khán giả của kênh Khám Phá To Be. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài kia có rất nhiều điều bí ẩn và kỳ lạ, có rất nhiều người không ngừng nỗ lực tìm hiểu và tìm ra câu trả lời cho những điều kỳ lạ đó. Chúng ta dựa vào các chuyên gia, các nhà khoa học để tìm ra những câu trả lời, nhưng đôi khi họ cũng gặp phải những khó khăn như chúng ta phát hiện ra những điều kỳ lạ đó. Cho dù họ là đối tượng hay là sự kiện, nhưng hiện tượng xảy ra vẫn luôn gây hoang mang cho đến khi ai đó tìm ra lời giải thích. Và hãy cùng với kênh Khám Phá To Be tìm hiểu những hiện tượng mà các nhà khoa học cũng khó có thể giải thích được. Và trước khi đến với những thông tin cụ thể, quý vị đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. 5 hiện tượng kỳ lạ khoa học không thể giải thích. 1. Hồ Tư Tính. Hầu hết khách du lịch đến với Oran Gabbas để tham quan di sản thế giới các hang động Aranta, chứ không bao giờ đến Ronat. Hồ Ronat nằm cách Ora Bagas, 4 giờ lái xe thuộc quận Buhana, bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ. Nó không được nhiều khách du lịch ghé thăm vì nhiều người không biết đến nơi đẹp và bí ẩn này. Tháng 11 năm 2004, vệ tinh Terra của NASA đã thu được một hình ảnh tuyệt vời của hồ bí ẩn này. Các nhà khoa học từ lâu đã rất bối rối trước nhiều sự nhiễu loạn điện từ kỳ lạ ở khu vực này và đã cố gắng tìm ra nguyên nhân. Nhiều hồ không bình thường và dường như hồ bị đặt sai vị trí. Các nhà khoa học NASA và các nhà khảo sát địa chất Ấn Độ từ lâu đã tự hỏi làm thế nào hồ Ranat có thể tồn tại và điều gì đã xảy ra với nó. Hồ Ranat sâu khoảng 150m với đường kính trung bình khoảng 1830m. Hồ có hình tròn hoàn hảo cho thấy bằng chứng về số đọc từ tính cao hơn khu vực xung quanh. Hồ Ranat đã khiến các nhà khoa học cố gắng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi như tại sao hồ lại nhiễm kiềm và nhiễm mặn cùng một lúc? Tại sao những vi sinh vật hiếm khi được tìm thấy trên trái đất lại tồn tại ở đó? Tại sao la bàn không hoạt động ở một số phần của miệng núi lửa và những gì đang ẩn giấu phía dưới? Các nhà địa chất cho rằng, trên thực tế, hồ có thể là kết quả của một vụ va chạm thiên thạch. Các sinh vật đến từ hồ này có nhiều từ trường hơn. Trong khi kiểm tra hồ và nước hồ, các nhà địa chất địa phương đã tìm thấy các khoáng chất và các mảnh đá được hình thành khi biến thái, áp suất cao, nhiệt độ cao xảy ra. Các nhà khoa học đã phát hiện ra các khoáng chất bất thường như khối kaolinit, một loại thủy tinh tự nhiên chỉ được hình thành do tác động vận tốc cực cao. Đây là một trong 4 miệng hố va chạm siêu tốc có cấu trúc tác động lên đá Baran. 3 cấu trúc tác động Baran khác là ở miền nam Brazil và hồ Ronat xinh đẹp này có thể được mô tả như một điều kỳ diệu ít được biết đến trên trái đất. 2. Những lỗ băng nghệ thuật. Trong khi bay qua phía đông biển Bifrost như một phần trong chiến dịch của iBridge của NASA, nhà khoa học Joe Stantang đã tạo ra những bức ảnh mà anh chưa từng thấy trước đây. Vào ngày 14 tháng 4, những lỗ hổng trên các hố băng như những sinh vật kỳ lạ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đó, không giống như bất cứ thứ gì tồn tại ở Bắc Cực. Trong khi các chuyên gia đồng ý rằng đây là một vùng băng mỏng, màu sắc tại đó khá xám, dấu hiệu cho thấy chỉ có một lớp băng mỏng phủ trên bề mặt. Lời giải thích có khả năng xảy ra hơn, đó là do những con hải cẩu gây ra. Có thể các con hải cẩu đã lợi dụng lớp băng mềm xốp để gặm thủng các lỗ không khí để chúng ngoi lên được trên mặt nước hít thở. Vì hải cẩu khác với cá, không thở bằng mang mà thở bằng phổi, do đó chúng thường phải ngoi lên mặt nước để hít lấy không khí mới. Nếu các lỗ này có kích thước nhỏ hơn 2m thì có nhiều khả năng đây chỉ là các dòng suối nước nóng hay là nước nóng ngầm rò rỉ lên, một chuyên gia về sông băng từ Đại học Maryland cho hay. Xung quanh 3 cái hố có thể quan sát thấy một vùng diện tích băng nhỏ hơn mỏng trung bình. Nếu theo giả thiết hải cẩu thì đây có thể là do khi con hải cẩu trồi lên trên, nước tràn ra làm tan chảy mài mòn lớp băng tuyết xung quanh. Theo West Murray, một nhà khoa học tại Viện Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia. Nhưng ông cũng cho biết lớp băng này cũng có thể là do lớp băng tuyết bề mặt bị hụt xuống hố, một cơ chế thoát nước nào đó.
4, sóng thần khổng lồ. Vào tháng 4 năm 2003, vệ tinh hàng đầu của NASA Terra đã thu được hình ảnh đáng sợ từ phía nam của biển Trung Quốc. Nó trông giống như một trong những cơn sóng thần lớn nhất từ trước đến nay và nó hướng thẳng đến Hồng Kông, thành phố 7 triệu dân. Để nhìn thấy một làn sóng trên vệ tinh với công nghệ hiện đại của các vệ tinh có nghĩa là sóng phải khá lớn. Các chuyên gia đã đo sóng chính vào thời điểm đó và kết luận nó cao tới 150 mét, cao gấp 10 lần so với sóng thần Ấn Độ Dương đã giết chết ít nhất 230.000 người. Khi chúng ta nghĩ về một cơn sóng thần lớn, chúng ta sẽ nghĩ rằng nó sẽ cao hàng trăm mét, hoặc là một cơn sóng lớn sẽ cao tới 10 tới 15 mét, hoặc là một cái gì đó tương tự. Nhưng bạn có biết rằng chúng ta đã có sóng trong đại dương cao tới 610 mét. Nó cao như một tòa nhà chọc trời. Sau đó, điều phi thường đã xảy ra, nó không chạm tới đất liền. Sóng thần khổng lồ biến mất khỏi hình ảnh vệ tinh. Các nhà khoa học được báo cáo sóng thần rõ ràng đột nhiên biến mất trong không khí, thúc đẩy một loạt các thuyết âm mưu như những gì xảy ra chỉ là lỗi kỹ thuật. Vệ tinh hiện đại chứa một số lượng lớn các thiết bị nhạy cảm khi chúng ta phóng lên vũ trụ hoặc đưa chúng ta lên mạng. Rất nhiều điều có thể xảy ra, nhưng các hệ thống vệ tinh Terra liên tục được kiểm tra và tất cả đều hoạt động tốt. Đầu cơ hoang dã bắt đầu lan rộng, những con sóng khổng lồ có thể do con người tạo ra hoặc là thử nghiệm, có lẽ là một loại vũ khí dưới nước. Một số người cho rằng vũ khí như vậy đã được sử dụng trước đây để tấn công Nhật Bản, nhưng có một số chuyên gia tin rằng trận sóng thần năm 2011 đã đánh sập nhà máy điện hạt nhân Fushimi, có thể là do con người tạo ra. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, hai nhà khoa học từ Mỹ và New Zealand đã tiến hành một loạt thử nghiệm, trong đó các vụ nổ dưới nước được sử dụng kích hoạt sóng thủy triều khổng lồ, có khả năng phá hủy các thành phố ven biển là những sóng này. Quả của loại vũ khí nguyên mẫu như vậy và điều khó hiểu hơn là một cơn sóng thần có xu hướng tăng vận tốc của nó cho đến khi nó rơi xuống đất liền. Nhưng tại sao cơn sóng này lại biến mất? Bốn, đảo chuyển động. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2012, một phi công lái máy bay phản lực bay qua Thái Bình Dương khoảng 800 km từ New Zealand đã thấy một cái gì đó kỳ lạ trên mặt nước bên dưới. Nhìn kỹ hơn, anh chàng phi công đã bị sốc, đó là một hòn đảo. Có khoảng 250.000 hòn đảo ở Thái Bình Dương, nhưng đó không phải là điều khiến phát hiện này gây sốc. Ở khu vực mà anh ta nhìn thấy hòn đảo được cho là một đại dương mở. Các nhà điều tra ngay lập tức tham khảo các bản quét của khu vực vệ tinh và sự nghi ngờ của họ là đúng. Một cái gì đó đã thành hiện thực ở giữa hư không. Nó đến từ đâu? Chúng ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Nó kéo dài khoảng 322 km khi các nhà phân tích so sánh khu vực của phi công nhìn thấy hình ảnh vệ tinh mới nhất. Họ phát hiện ra thứ gì đó rất đáng lo ngại. Dù vật thể là gì, dường như nó đang di chuyển, quần đảo sao mà di chuyển được chứ? Vào ngày 9 tháng 8, một tuần sau khi phát hiện ra địa điểm kỳ lạ này, Hải quân New Zealand đã phái một con tàu để nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này. Khi họ đến đó, họ thấy một địa điểm độc đáo trông giống như bùn hoặc là một loại đá nào đó chỉ nổi trên mặt nước. Nhưng làm thế nào mà một khối đá khổng lồ di chuyển trên đại dương dường như bất chấp các định luật vật lý, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Một ý kiến cho rằng hòn đảo được hình thành là hình thành từ đá bọt, một loại đá nhẹ giống như vật liệu được hình thành khi núi lửa phun dung nham vào nước. Đây có thể là sự bất thường khổng lồ của sự hình thành gây ra bởi hàng tỷ viên đá bọt biển nổi trên bề mặt đại dương. Nếu các bạn có thể có thêm thông tin gì, hãy cho chúng tôi biết ở phần dưới bình luận dưới đây nhé! 5. Vụ mắc kẹt lớn nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học đã thực hiện một khám phá căng thẳng trên một chuyến bay quan sát trên vịnh hẹp xa xôi ở phía nam của Chile, Patagonia.
337 con cá voi đã chết. Đó là sự kiện mắc cạn cá voi lớn nhất được khoa học biết đến. Do sự xa xôi của khu vực và sự gồ ghề của biển, các nhà khoa học đã không thể kiểm tra trực tiếp cá voi, nhưng chụp ảnh trên không và vệ tinh đã xác định được 305 thi thể và 32 bộ xương ở khu vực giữa Las Pinas và Puerto Natales về phía cực nam của lục địa. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết và chính phủ Chile đã mở ra một cuộc điều tra vì cá voi được bảo vệ ở đó. Nhưng dựa trên kích thước và vị trí của chúng, họ nói rằng chúng có lẽ là loại cá sei đang nguy cơ tuyệt chủng. Cá voi sei có thể dài tới 19,5m và nặng tới 50 tấn, đó là động vật biển có vú, ăn chay và nó có thể bơi với vận tốc đến 50 km/h. Nhà khoa học Nelson phân vân không biết loại động vật nào có thể hạ gục những con thú khổng lồ này. Có một loại động vật biển có vú sẽ chủ động săn và giết một con cá voi lớn, đó là cá voi Oscar hay là cá voi sát thủ. Kích thước của cá voi Oscar chỉ bằng 1/3 so với cá voi sei, nhưng bộ não của chúng lại lớn hơn nhiều. Chúng hoạt động như một bầy sói dưới biển. Tuy nhiên, khi nhà khoa học Helen Chamberlain nghiên cứu hình ảnh, cô đã tranh luận về lý thuyết cá voi sát thủ. Cô cảm thấy với số lượng cá voi khổng lồ đã bị mắc kẹt ở đây, lý thuyết cá voi sát thủ là rất khó xảy ra. Các nhà điều tra kiểm tra các trường hợp cá voi tử vong hàng loạt kỳ lạ khác và khám phá ra một trò chơi chiến tranh thông thường. Không quá, khi nghi ngờ các hoạt động quân sự có thể xảy ra một số tình trạng mắc kẹt, Nelson tiết lộ rằng vào tháng 7 năm 2011, các máy bay hải quân của Anh tham gia thực hành ném bom trên mặt hòn đảo ở Cape Wrath, Scotland và đã bỏ lỡ các mục tiêu của họ. Ba quả bom hạng nặng khoảng 450 kg văng xuống giữa đại dương và phát nổ dưới đáy biển. Bạn có thể tưởng tượng vụ nổ đó đã gây ra những gì cho cá voi, một con vật rất nhạy cảm. Họ sử dụng sonar để lắng nghe và thấy môi trường của cá voi. Nó sẽ giống như bị gậy của bóng chày đánh vào đầu, bị điếc và bối rối. Trong khi các nhà sinh vật học tìm đến các vịnh nhỏ bị cô lập để nghiên cứu những con cá voi ở gần, họ không tìm thấy bằng chứng nào về thiệt hại bên trong liên quan tới thử nghiệm quân sự, nhưng mẫu dạ dày mang lại manh mối. Sự hiện diện của các vi sinh vật được biết đến là một loại tảo độc hại gây ra thủy triều đỏ. Khi động vật có vỏ cứng ăn tảo, chúng tích tụ các chất độc thần kinh gây chết người trong các mô của chúng và là một quả bom thời gian độc hại xâm nhập vào chuỗi thức ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu các bạn giải thích được những hiện tượng trên, hãy cho mình biết ở phần bình luận để chúng ta có thể chia sẻ những thông tin thú vị vừa rồi nhé. Quý vị đừng quên hãy ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo ngay bên cạnh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng lần sau.